Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, Bentley Flying Spur là dòng xe hạng sang được sản xuất bởi nhà sản xuất Bentley Motor Limited Anh Quốc từ năm 2005. Flying Spur là biến thể 4 cửa của chiếc coupe Bentley Continental GT, thế hệ đầu tiên còn gọi là Bentley Continental Flying Spur. Có hai phiên bản là Continental Flying Spur và Continental Flying Spur Speed với động cơ V12 twin turbo dung tích khủng 5998cc. Thế hệ thứ hai thì Flying Spur có thêm phiên bản động cơ V8 twin turbo 3993cc. Ngày 11 tháng 6 năm 2019, Bentley Motors đã chính thức công bố mẫu sedan siêu sang thể thao Bentley Flying Spur thế hệ 3 hoàn toàn mới. Không chỉ sở hữu những đặc tính độc đáo của một chiếc saloon siêu sang, Flying Spur mới còn có hiệu năng vận hành cực kỳ ấn tượng, ngang ngửa với nhiều xe thể thao hiệu suất cao hiện nay. Chiếc Bentley Flying Spur thế hệ mới đầu tiên cũng đã về đến Việt Nam trong tháng 8 năm 2020. Đây là phiên bản First Edition động cơ V12. Tổng thể ngoại hình của Bentley Flying Spur 2021 chịu ảnh hưởng của mẫu coupe Continental GT với nhiều đường nét nam tính và mạnh mẽ. Điều ấn tượng ở phía trước là cụm lưới tản nhiệt lớn với nhiều thanh kim loại đặt dọc sang chảnh lấy cảm hứng từ chiếc S1 Continental Flying Spur 1957. Hốc gió và đèn sương mù bố trí hài hòa mang đến sự sang trọng, khỏe khoắn. Biểu tượng logo Flying B ở chính giữa đầu xe trên lưới tản nhiệt là điểm nhấn phía trước. Với Bentley Flying Spur 2021 mới, biểu tượng này được thiết kế thỏ thụt và cũng là lần đầu áp dụng cho dòng Flying Spur. Nền tảng platform xây dựng nên mẫu saloon này vẫn là Volkswagen Group D1, chung đụng với các mẫu xe như Volkswagen Phaeton, Bentley Continental GT, Flying Spur. Flying Spur được tân trang lại dài hơn một chút so với phiên bản trước, sở hữu chiều dài tổng thể 5.304mm, chiều dài cơ sở 3.195mm, tăng thêm 130mm, nhằm cung cấp không gian để chân rộng rãi hơn ở hàng ghế phía sau. Khách hàng có thể tùy chọn giữa 17 màu ngoại thất cũng như nâng cấp bộ mâm thành loại 22 inch từ kích thước 21 inch tiêu chuẩn. Nội thất luôn là điểm khách hàng quan tâm nhất của những chiếc xe saloon hạng sang nhà Bentley. Các trang bị tiện nghi cao cấp trên Bentley Flying Spur 2021 phải kể đến như màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, thoát ẩn thoát hiện vào bên dưới khu vực bảng táp lô, cửa sổ trời toàn cảnh, hàng ghế sau tích hợp chỉnh điện, massage, rèm cửa chỉnh điện, Bentley Flying Spur. 15 bộ tùy chọn phối màu cho ghế ngồi, đi cùng nhiều tùy chọn cá nhân hóa khác như trang trí hốc gió, ở cửa hay các chi tiết ốp gỗ ở bảng tablo và cửa xe. Màn hình nhỏ cảm ứng chạm hoàn toàn mới, dành riêng cho hành khách ngồi sau, được làm từ các vật liệu chế tác thủ công cầu kỳ, cho phép thao tác những chức năng như massage hàng ghế sau, điều hòa không khí phía sau hoặc chọn cấu hình đèn viền nội thất. Hệ thống âm thanh trên Flying Spur thế hệ 3 với dàn 10 loa tiêu chuẩn có thể nâng cấp lên loại 16 loa Bang Olufsen hoặc 19 loa nêm tích hợp bộ chuyển đổi âm bass trên ghế trước. Bentley Flying Spur thế hệ mới được nâng cấp động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6.0 lít tạo ra công suất 626 HP và mô men xoắn 900 nm. Đi kèm là hộp số 8 cấp, ly hợp kép, cho phép sang số nhanh và mượt mà. Khả năng bứt tốc 100 km/h trong 3,8 giây. Tốc độ tối đa 333 km/h. Nếu như trước đây Flying Spur chia công suất cố định 60-40 thì nay xe có thể tự động điều chỉnh, phân bố tùy vào từng điều kiện. Hệ thống lái có thể điều chỉnh trên cả 4 bánh xe để mang lại khả năng vận hành êm ái nhất. Flying Spur 2021 là chiếc Bentley đầu tiên trang bị hệ thống đánh lái bánh sau ôn Windsteering AVKS. Hiện tại Bentley Motors Limited đã công bố giá bán chính thức cho dòng xe thế hệ mới này. Chiếc sedan hạng sang với động cơ V12 có giá từ 261.460 USD tại thị trường châu Âu và Mỹ. Còn tại Việt Nam nó có giá khoảng 24 tỷ Việt Nam đồng. Chiếc xe này đã được nhập về Việt Nam và đang bán tại cửa hàng chúng tôi. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.
Mm-hmm.